Chào các em, thầy rất vui được gặp lại các em trong chương trình dạy học trên truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình. Thầy là Đinh Cao Thượng, giáo viên trường Trung học phổ thông Kim Sơn A. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục đến với các em nội dung hình học lớp 12. Bài học của chúng ta ngày hôm nay là bài Phương trình đường thẳng trong không gian, tiết số 2. Trước hết thầy nhắc lại nội dung chính mà chúng ta đã học trong buổi ngày hôm trước. Trong tiết 1, chúng ta đã học vector chỉ phương của đường thẳng và các cách xác định vector chỉ phương của đường thẳng phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng. Qua đó chúng ta có phương pháp chung viết phương trình của đường thẳng trong không gian. Phương pháp này gồm 3 bước. Bước 1, chúng ta tìm một điểm thuộc đường thẳng. Bước 2, chúng ta tìm một vector chỉ phương của đường thẳng. Bước 3, tùy vào yêu cầu của bài toán, chúng ta sẽ viết phương trình tham số hay phương trình chính tắc. Lưu ý trong khi chúng ta viết phương trình đường thẳng dưới dạng tham số thì cần điều kiện hệ số ABC là các tọa độ của vector chỉ phương là cần khác không. Nội dung bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học về vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. Cụ thể, chúng ta sẽ xác định điều kiện để hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng chéo nhau trong không gian. Chúng ta đi vào nội dung của bài. 2 la mã, điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau và chéo nhau. Trước hết, hai đường thẳng trong không gian ở chương trình hình học lớp 11 chúng ta đã xác định hai đường thẳng này có bốn vị trí tương đối. Trong trường hợp hai đường thẳng delta 1 và delta 2 nằm trên một mặt phẳng thì chúng ta đã chia ra có 3 vị trí tương đối. Cụ thể, nếu hai đường thẳng delta 1, delta 2 có vô số điểm chung, chúng ta nói hai đường thẳng này trùng nhau. Nếu hai đường thẳng không có điểm chung, chúng ta nói hai đường thẳng này song song. Hai đường thẳng delta 1, delta 2 có điểm chung duy nhất, ta nói hai đường thẳng này cắt nhau trên hình. Ở đây y chính là giao điểm của hai đường thẳng delta 1, delta 2. Trường hợp delta 1, delta 2 không đồng phẳng. Ta định nghĩa hai đường thẳng này chéo nhau. Xét hai đường thẳng delta 1, delta 2 trong không gian tọa độ OIZ. Thì mỗi đường thẳng chúng ta đều xác định được vector chỉ phương của nó. Ở đây thầy gọi delta 1 có một vector chỉ phương độ U1. Delta 2 có một vector chỉ phương độ U2. Các em quan sát trên hình. Trong trường hợp delta 1, delta 2 trùng nhau hoặc song song vector chỉ phương u1 và vector chỉ phương u2 tương ứng ở đây cùng phương với nhau. Trong trường hợp delta 1, delta 2 cắt nhau hoặc chéo nhau. Vector chỉ phương của chúng tương ứng không cùng phương. Nếu xét riêng trường hợp delta 1, delta 2 trùng nhau hoặc cắt nhau. Ta có thể chỉ ra trong trường hợp này chúng có điểm chung. Trường hợp delta 1, delta 2 song song hoặc chéo nhau. Hai đường thẳng này không có điểm chung. Như vậy, với mối quan hệ ở trên thì chúng ta có thể chỉ ra rằng điều kiện để hai đường thẳng delta 1, delta 2 song song với nhau. Cụ thể là cần vết tự U1, U2 cùng phương và không có điểm chung. Điều kiện để hai đường thẳng delta 1, delta 2 chéo nhau. Cụ thể, cần U1, U2 không cùng phương và không có điểm chung điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau đó là hai vectơ u1 u2 không cùng phương và có điểm chung, thực ra ở đây chính là điểm chung duy nhất, chính là giao điểm của hai đường thẳng. Và điều kiện để hai đường thẳng trùng nhau đó là vectơ u1 vectơ u2 cùng phương và có điểm chung, thực ra ở đây là vô số điểm chung. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai, điều kiện để hai đường thẳng song song, hai đường thẳng trùng nhau. Thầy cho hai đường thẳng Delta 1 qua điểm M1 có tọa độ x1 y1 z1. Có một vectơ chỉ phương u1 có tọa độ a1 b1 c1. Đường thẳng Delta 2 qua điểm M2 có tọa độ x2 y2 z2. Có một vectơ chỉ phương u2 có tọa độ a2 b2 c2. Trong trường hợp Delta 1 và Delta 2 trùng nhau hoặc song song. Để phân biệt hai trường hợp này, thầy sẽ xét vị trí của điểm M1. Cụ thể, trong trường hợp hai đường thẳng này trùng nhau, M1 vừa nằm trên Delta 1 và cũng nằm trên Delta 2. Nhưng trong trường hợp hai đường thẳng này song song thì M1 nằm trên Delta 1 nhưng không nằm trên Delta 2. Vậy ta có thể nhận xét Delta 1, Delta 2 trùng nhau khi và chỉ khi vector chỉ phương u1, vector chỉ phương u2 cùng phương. Đồng thời, m1 nằm trên theta1 và nằm trên theta2. Điểm m1 ở đây chúng ta có thể chọn ra điểm bất kỳ nằm trên đường thẳng theta1. Cũng có thể tương tự, chúng ta chọn điểm m2 nằm trên theta2 đồng thời nằm trên theta1. Vậy điều kiện hai đường thẳng delta 1, delta 2 song song cụ thể như thế nào? Delta 1, delta 2 song song khi và chỉ khi vector chỉ phương u1, vector chỉ phương u2 tương ứng cùng phương. Điểm M1 nằm trên delta 1 nhưng không nằm trên delta 2. Các em quan sát trên hình. Lúc này thầy sẽ xác định được vector M1M2. Trong trường hợp delta 1, delta 2 song song, vector M1M2 không cùng phương với vectơ U1. Như vậy điều kiện số 2 M1 nằm trên delta 1 và không nằm trên delta 2, chúng ta có thể thay thế bằng điều kiện vectơ U1 và vectơ M1 M2 không cùng phương. Các em nhớ lại ý nghĩa hình học của tích có hướng thì chúng ta có thể xác định tích có hướng của vectơ U1 U2 bằng vectơ 0 thì hai vectơ U1 U2 cùng phương. Như vậy điều kiện này có thể viết gọi lại Delta 1, delta 2 song song với nhau khi và chỉ khi tích có hướng của vector U1 và vectơ U2 bằng vector 0. Đồng thời tích có hướng của vector U1 và vectơ M1 và 2 khác vector 0. Ở đây chúng ta có 3 cách để chứng minh hai đường thẳng delta 1, delta 2 song song trong không gian, tương ứng với 3 điều kiện ở trên. Vận dụng nhận xét này, Mời các em vào ví dụ số 1. Trong không gian OXYZ, chứng minh hai đường thẳng dưới đây song song. Đường thẳng delta 1 có phương trình x bằng 7 trừ 6t, y bằng 2 cộng 9t, z bằng 12t. Đường thẳng delta 2 có phương trình x trừ 2 tất cả chia 4 bằng y chia trừ 6 bằng z cộng 1 tất cả chia trừ 8. Đề bài chưa cho chúng ta các điểm M1, M2, vector chỉ phương U1, vector chỉ phương U2 nên chúng ta cần phải làm nhiệm vụ này. Đường thẳng delta 1 qua điểm M1 tọa độ 720 có một vectơ chỉ phương U1 tọa độ -6 9 12. Đường thẳng delta 2 qua điểm M2 tọa độ 20 1 có một vectơ chỉ phương U2 tọa độ 4 6 8. Chúng ta quan sát lại đề bài yêu cầu. Cần chứng minh hai đường thẳng này song song. Trước hết, chúng ta sẽ kiểm tra tính cùng phương của vectơ chỉ phương u1 và vectơ chỉ phương u2. Ở đây thầy xét tỉ số 4 trên -6 bằng -6 trên 9 bằng -8 trên 12. Đây là tương ứng tọa độ của vectơ u2 và vectơ u1. Kết quả chúng bằng nhau. Như vậy vectơ u1 u2 ở đây cùng phương. Chúng ta kiểm tra điều kiện số 2. Trong trường hợp này, thầy sử dụng cách số 1. Thầy xác định vị trí tương đối của điểm M1 so với đường delta 2 bằng cách thay tọa độ điểm M1 vào phương trình của delta 2. Ta có 7 2 trên 4 khác 2 trên 6 khác 1 trên 8. Do đó, tọa độ điểm M1 không thỏa mãn phương trình delta 2. Có nghĩa là điểm M1 không nằm trên delta 2. Do đó, hai đường thẳng delta 1 và delta 2 song song. Tuy nhiên, chúng ta có thể trình bày theo cách số 2. Đầu tiên, chúng ta vẫn kiểm tra U1 và U2 cùng phương. Sau đó, chúng ta xác định vector M1 và 2 có tọa độ trừ 5, trừ 2, trừ 1. Và cũng chỉ ra mối quan hệ trừ 6 trên trừ 5, khác 9 trên trừ 2, khác 12 trên trừ 1. Có nghĩa là vector U1, vector M1, 2 không cùng phương. Do đó ta có hai đường thẳng, delta 1 và delta 2 song song. Các em về nhà có thể kiểm tra cách số 3 để chứng minh cho bài toán này. Mời các em chuyển sang ví dụ số 2. Trong không gian OXZ Đường thẳng đi qua điểm A tọa độ 3, 1, 0, đồng thời song song với đường thẳng D có phương trình X 2 tất cả chữ 2 bằng Y chữ 3 bằng Z 1 chữ 4 là có 4 phương án. Đường thẳng Delta 1 có phương trình X bằng 2 cộng 2T, Y bằng 3T, Z bằng 1 4T. Đường thẳng Delta 2 có phương trình X bằng 5 2T, Y bằng 4 trừ 3T Z bằng 4 trừ 4T Đường thẳng delta 3 X bằng 3 trừ 2T Y bằng 1 cộng 3T Z bằng 4T Đường thẳng delta 4 X bằng 3 cộng 4T Y bằng 1 cộng 6T Z bằng 8T Chúng ta nhớ lại Cách viết phương trình một đường thẳng trong không gian. Các em cần một điểm và một vectơ chỉ phương. Trong trường hợp này, chúng ta đã có đường thẳng đi qua điểm A tọa độ (3; 1; 0). Như vậy, chúng ta cần xác định vectơ chỉ phương của đường thẳng. Mối quan hệ của chúng ta ở đây là đường thẳng cần tìm song song với đường thẳng D. Có nghĩa là vectơ chỉ phương của đường thẳng D cũng là vectơ chỉ phương của đường thẳng cần tìm. Thì giả sử đường thẳng cần tìm ở đây là đường thẳng delta. Trước hết, thầy có đường thẳng D qua điểm M tọa độ 2 0 1 có một vectơ chỉ phương tọa độ 2 3 4. Do đường thẳng Delta song song với đường thẳng D nên Delta có một vectơ chỉ phương chính là vectơ u tọa độ 2 3 4. Quan sát lại đề bài, đường thẳng Delta 2 có vectơ chỉ phương tọa độ là -2 3 4 không cùng phương với vectơ u. Chúng ta loại phương án B. Tương tự như vậy, đường thẳng Delta 4 có một vectơ chỉ phương là 4 6 8 cũng không cùng phương với vector u từ tọa loại phương án D. Như vậy, chúng ta còn hai sự lựa chọn là phương án A và phương án C. Và giả thiết là đường thẳng cần tìm đi qua A. Chúng ta sẽ kiểm tra tọa độ điểm A thỏa mãn phương trình nào trong hai phương trình của Delta 1, Delta 3 thì chúng ta sẽ tìm ra đáp án. Trong trường hợp này, ta kiểm tra được A có tọa độ 310 nằm trên đường thẳng Delta 3. Vì vậy, chúng ta sẽ chọn đáp án của chúng ta là đáp án C. Trong bài toán này, các em cũng có thể đi kiểm tra trước điểm A thuộc các đường thẳng delta 1, delta 2, delta 3, delta 4 tương ứng và sẽ loại được ngay phương án A. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng điều kiện song song để chọn ra đáp án C. Chúng ta sang phần 3, điều kiện hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng chéo nhau. Các em quan sát trên hình. Với hai vị trí tương đối delta 1, delta 2 cắt nhau, delta 1, delta 2 chéo nhau. Các vectơ chỉ phương U1, U2 không cùng phương. Để phân biệt hai trường hợp này, chúng ta sẽ dựa vào xét xem hai đường thẳng này có điểm chung hay không. Vậy thì xét xem hai đường thẳng này có điểm chung hay không. Trong trường hợp chúng ta lấy một điểm nằm trên delta 1 và thử kiểm tra nằm trên delta 2 thì không mấy khi chúng ta sẽ tìm được điểm y là trùng với tháp án của chúng ta yêu cầu. Vì vậy, đề xuất chúng ta có một phương án khác để giải quyết tình huống này. Mời các em vào ví dụ số 3. Trong không gian OXYZ, xét vị trí tương đối của hai đường thẳng. Delta 1 có phương trình x bằng 1 2t1, y bằng 3 cộng 2t1, z bằng 2 cộng t1. Delta 2 có phương trình x bằng 1 trừ t2, y bằng 1 cộng 2t2, z bằng trừ 1. Trước hết, chúng ta nhận thấy delta 1 có một vector chỉ phương U1 tọa độ trừ 2, 2, 1. Delta 2 có một vector chỉ phương U2 tọa độ trừ 1, 2, 0. Hai vector chỉ phương này không cùng phương. Do đó, delta 1, delta 2 cắt nhau hoặc chéo nhau. Để phân biệt hai vị trí tương đối này, chúng ta giả sử rằng delta 1 và delta 2 lúc này có điểm chung. Khi đó, tọa độ của đó sẽ thỏa mãn phương trình delta 1, đồng thời thỏa mãn phương trình của delta 2. Tức là thầy sẽ xét được mối quan hệ giữa T1 và T2. Cụ thể, thầy xét hệ tọa độ giao điểm. 1 chữ 2T1 bằng 1 chữ T2. 3 cộng 2T1 bằng 1 cộng 2T2. Chữ 2 cộng T1 bằng chữ 1, 1. Thì ký hiệu hệ này là hệ sao? Trong trường hợp này, hệ này gồm hai ẩn T1 và T2. Chúng ta giải ra T1 bằng 1, T2 bằng 2 thay T1 vào phương trình của delta 1. Ta có điểm trừ 1, 5, trừ 1, nằm trên delta 1. Thay T2 vào phương trình của delta 2. Chúng ta có điểm trừ 1, 5, trừ 1, nằm trên delta 2. Tức là điểm đó sẽ là điểm chung của delta 1 và delta 2. Nghĩa là hai đường thẳng này ở vị trí cắt nhau. Thầy ký hiệu điểm chung ở đây chính là điểm M chính là giao điểm của delta 1 và delta 2. Cũng xét hệ sao nếu trường hợp chúng ta không giải ra T1 và T2, tức là hệ là vô nghiệm đối với T1 và T2. Tức là chúng ta sẽ không chỉ ra một điểm chung nào của delta 1 đến delta 2. Các em có thể kết luận hai đường thẳng đó chéo nhau. Bài toán này nếu thầy họ chuyển về câu hỏi trắc nghiệm thì có các câu hỏi như sau. Ví dụ 31 trong không gian OXZ xét vị trí tương đối của hai đường thẳng delta 1 delta 2 kể trên và có bốn phương án lựa chọn của các em là song song trùng nhau cắt nhau và chéo nhau các em vận dụng các lý thuyết mà chúng ta vừa học ở hai phần trên để các em chọn được đáp án đúng đáp án C tương tự như vậy ví dụ 32 chúng ta sẽ tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng tức là đề bài đã cho trước chúng đã cắt nhau và các em sẽ kiểm tra xem là bốn cái tọa độ đó tọa độ nào là giao điểm các em có thực hiện quy trình giống như thầy vừa làm để tìm ra điểm M nhưng cũng có thể thay tọa độ trực tiếp các điểm ở trong các phương án vào hai phương trình nếu thỏa mãn thì chúng ta giải quyết bài toán. Các em chuyển sang ví dụ số 4. Trong không gian OXYZ xét vị trí tương đối của hai đường thẳng. Đường thẳng delta 1 có phương trình x bằng 3 cộng 2t1, y bằng 4t1, z bằng trừ 1 cộng 3t1. Đường thẳng delta 2 có phương trình x bằng trừ 3 cộng t2, Y bằng 3 2t2, z -5t2. Các phương án lựa chọn của các em. Phương án A song song, phương án B trùng nhau, phương án C cắt nhau và phương án D chéo nhau. Về trình bày lời giải của ví dụ 4. Hoàn toàn tương tự như trình bày lời giải của ví dụ 3. Đầu tiên, chúng ta chỉ ra delta 1, delta 2 có hai vector chỉ phương không cùng phương. Do đó chúng cắt nhau hoặc chéo nhau. Chúng ta xét hệ tọa độ giao điểm. Trong trường hợp này thì giải ra hệ vô nghiệm. Do đó hai đường thẳng của chúng ta ở đây có vị trí chéo nhau. Trong một số bài toán tương tự, khi chúng ta gặp một hệ ba phương trình của T1 và T2, chúng ta thường giải nghiệm của hai phương trình đầu đối với T1 và T2 và thay thế vào phương trình số 3. Trong trường hợp này, hai phương trình đầu đã làm cho hệ chúng ta vô nghiệm rồi. Một số trường hợp khác các em sẽ tìm ra đúng T1 và T2 và thay vào phương trình 3. Nếu thỏa mãn thì tức là cặp T1 T2 đó thỏa mãn yêu cầu. Còn nếu không, tức là hệ chúng ta vô nghiệm. Qua ví dụ 3 và ví dụ 4, chúng ta sẽ có thể chốt lại phương án để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng trong trường hợp vector chỉ phương U1, vector chỉ phương U2 không cùng phương, cụ thể như sau cho hai đường thẳng delta 1 có phương trình x bằng x1 cộng a1 t1 y bằng y1 cộng b1 t1 z bằng z1 cộng c1 t1 đường thẳng delta 2 có phương trình x bằng x2 cộng a2 t2 y bằng y2 cộng b2 t2 z bằng z2 cộng c2 t2 khi chúng ta xác định được u1 u2 tương ứng là vectơ chỉ phương của delta 1 và delta 2 không cùng phương Chúng ta xét hệ tọa độ giao điểm. Là hệ sao. Nếu hệ sao có nghiệm duy nhất thì delta 1, delta 2 cắt nhau. Nếu hệ sao vô nghiệm thì delta 1, delta 2 chéo nhau. Trong trường hợp tổng quát, chúng ta có thể dùng hệ sao để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng delta 1, delta 2 trong không gian. Nếu hệ sao vô số nghiệm, tức là delta 1 và delta 2 có vô số điểm chung trong trường hợp này delta 1 và delta 2 trùng nhau. Nếu hệ sao có nghiệm duy nhất, tức là delta 1, delta 2 có duy nhất một điểm chung, nghĩa là hai đường thẳng này cắt nhau. Trong trường hợp hệ sao vô nghiệm, thì chúng ta có hai vị trí, hoặc là song song, hoặc là chéo nhau. Các em phải dùng cái điều kiện phân biệt trường hợp song song và trường hợp chéo nhau bằng cách xét quan hệ của hai vectơ chỉ phương tương ứng của hai đường. Tổng kết lại, thầy có thể sơ đồ hóa phương pháp xét vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian cụ thể như sau. Bước 1, thầy xét quan hệ của hai vectơ U1 và U2. Chúng cùng phương hoặc không cùng phương. Khi chúng cùng phương, thầy sẽ xét vị trí tương đối của điểm M1 đối với đường tan delta 2. Hoặc là các bạn có thể xét vị trí tương đối của điểm M2 với delta 1. Trong trường hợp M1 nằm trên delta 2, thì hai đường thẳng này trùng nhau. Trong trường hợp m1 không nằm trên delta 2 thì hai đường thẳng này song song. Khi u1 u2 không cùng phương. Thầy sẽ xét hệ sao? Tức là hệ tọa độ giao điểm của delta 1 và delta 2. Nếu hệ có một nghiệm thì delta 1 delta 2 cắt nhau và thầy còn có thể xác định được tọa độ giao điểm của delta 1 delta 2. Nếu hệ vô nghiệm chúng ta chỉ ra hai đường thẳng delta 1 và delta 2 chéo nhau. Đây chính là phương pháp thứ nhất để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. Như phần chú ý vừa rồi, chúng ta có thể đi xét trực tiếp hệ sao, đó là phương án số 2. Chúng ta xét hệ sao là bước thứ nhất. Hệ sao ở đây là hệ tọa độ giao điểm của delta 1, delta 2. Có 3 khả năng xảy ra. Nếu hệ vô số nghiệm thì delta 1 trùng delta 2. Nếu hệ có một nghiệm duy nhất. Chúng ta có hai đường thẳng cắt nhau. Nếu hệ vô nghiệm, chúng ta cần kiểm tra quan hệ của vectơ u1 và vectơ u2. Chúng cùng phương thì hai đường thẳng này song song. Chúng không cùng phương thì hai đường thẳng này chéo nhau. Trên đây thầy đã giới thiệu với các em vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian và các phương pháp xét vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. Ngoài ra, các em có thể sử dụng ý nghĩa hình học của tích có hướng để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. Trong các vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian có một quan hệ đặc biệt đó là hai đường thẳng vuông góc. Chúng ta đi xét điều kiện để hai đường thẳng vuông góc trong không gian. Điều kiện để hai đường thẳng vuông góc trong không gian đó là góc giữa hai đường thẳng delta 1 và delta 2 bằng 90 độ. Tức là hai vectơ chỉ phương tương ứng ở đây vuông góc với nhau. Do đó, điều kiện để hai đường thẳng delta 1 delta 2 vuông góc là vectơ U1 vuông góc vectơ U2. Có nghĩa là tích vô hướng của vectơ U1 và vectơ U2 bằng 0. Chúng ta có ví dụ số 5. Trong không gian OXYZ tìm M để hai đường thẳng sau đây vuông góc với nhau. Delta 1 x 2 trên 2 bằng y trên 5 bằng z cộng 1 trên 1. Delta 2 có phương trình x bằng m trừ 2t, y bằng 1 3t Z bằng trừ 2 cộng MT. Các phương án lựa chọn của chúng ta. Phương án A M bằng 11. Phương án B M bằng 19. Phương án C M bằng trừ 19. Phương án D M bằng trừ 11. Trong ví dụ số 5, đề bài yêu cầu tìm điều kiện để hai đường thẳng vuông góc. Có nghĩa là chúng ta sẽ tìm quan hệ của vectơ U1 và vectơ U2 tương ứng là vector chỉ phương của delta 1 và delta 2. Delta 1 có một vector chỉ phương U1 tọa độ trừ 2, 5, 1. Delta 2 có một vector chỉ phương tương ứng tọa độ trừ 2, trừ 3, m. Như vậy, delta 1 vuông góc delta 2 khi tích vô hướng của vector U1 và vector U2 bằng 0. Thay thế tương ứng vào biểu thức tọa độ, chúng ta tìm ra m11. Như vậy, đáp án lựa chọn của bài toán ví dụ 5 là đáp án A. Mời các em chuyển sang ví dụ 6. Trong không gian Oxyz, đường thẳng đi qua điểm M tọa độ 3 1 2, đồng thời vuông góc với hai đường thẳng D1 có phương trình x 1 2t1, y -1 -2T1, z 3, t1, z 3t1 và D2 có phương trình x 2t2, y 1 2t2, z 1 t2 là có bốn phương án lựa chọn. Phương án A Delta 1 có phương trình X-3 tất cả chia 7 Bằng Y cộng 1 tất cả chia trừ 4 Bằng Z-2 tất cả chia 6 Phương án B Delta 2 có phương trình Y-3 tất cả chia 7 Bằng Y cộng 1 tất cả chia trừ 4 Bằng Z-2 tất cả chia trừ 6 Phương án C Delta 3 có phương trình X-3 tất cả chia 7 Bằng Y cộng 1 tất cả chia 4 Bằng Z-2 tất cả chia 6 Phương án D Delta 4 có phương trình Y- 3 tất cả chia 7 bằng y cộng 1 tất cả chia 4 bằng z 2 tất cả chia trừ 6. Quan sát các đáp án A, B, C, D. Các đường thẳng delta 1, delta 2, delta 3, delta 4 đều đi qua điểm M tọa độ 3 1 2. Như vậy, nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần xác định vectơ chỉ phương của đường thẳng cần tìm là chỉ ra một trong bốn phương án để thỏa mãn yêu cầu. Để tìm vectơ chỉ phương của đường thẳng cần tìm, ở đây thì gọi là delta, có vectơ chỉ phương là vectơ u. Ta nhận thấy delta vuông góc d1 tức là u vuông góc với vectơ chỉ phương của d1 là vectơ u1. u vuông góc vectơ chỉ phương u2 của d2. Như vậy, chúng ta có vectơ u1 tọa độ -2 1 3 là vectơ chỉ phương của d1. Vector u2 tọa độ 22 1 là vectơ chỉ phương của d2. Hai vectơ này không cùng phương nên tích có hướng của u1 và u2 lúc đó sẽ cùng phương với vectơ u của chúng ta. Thầy xác định tích có hướng của vectơ u1 và vector u2 tọa độ -7 4 6. Do mối quan hệ delta vuông góc với d1 và vuông góc với d2 nên vectơ u và tích có hướng của u1 và u2 cùng phương. Quan sát các đáp án A, B, C, D. Các vectơ chỉ phương của đường thẳng delta 1, delta 2, delta 3, delta 4 chỉ có delta 1 có vectơ chỉ phương tọa độ 7 4 6 cùng phương với tích có hướng của vectơ U1 và U2 ở đây. Do đó, chúng ta chọn vectơ U tọa độ 7 4 6. Đáp án của chúng ta lựa chọn chính là đáp án A. Mời các em chuyển sang ví dụ 7. Đường thẳng đi qua điểm A tọa độ 102 cắt vào vuông góc với đường thẳng D. Có phương trình x bằng 1 cộng t, y bằng t, z bằng chữ 1 cộng 2t là Phương A, delta 1 có phương trình x chữ 1 trên 1 bằng y trên 1 bằng z chữ 2 trên 1. Phương B, delta 2 có phương trình x chữ 1 trên 1 bằng y chữ 1 bằng z chữ 2 tất cả chia trừ 1. Phương C, delta 3 có phương trình x trừ 1 tất cả chia trừ 1 bằng y chia 1 bằng z trừ 2 chia 1. Phương án D, delta 4 của phương trình. x trừ 1 tất cả chia trừ 1 bằng y chia 1 bằng z cộng 1 chia 1. Đường thẳng cân tim đã xác định đi qua điểm A. Chúng ta cần xác định vector chỉ phương của đường thẳng. Hoặc chúng ta cũng có thể xác định một điểm nữa nằm trên đường thẳng. Từ đó chúng ta sẽ xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng. Các em quan sát trên hình. Dễ dàng kiểm tra trong trường hợp này, điểm A không nằm trên đường thẳng D. Đường thẳng cân tim đi qua A cắt và vuông góc với đường thẳng D tại H. Như vậy, tọa độ điểm H sẽ thỏa mãn phương trình tham số của đường thẳng D gợi ý cho chúng ta có thể xét tọa độ điểm H theo T. Và sử dụng mối quan hệ lúc này vectơ AH chính là vectơ chỉ phương của đường thẳng cần tìm sẽ vuông góc với vectơ chỉ phương của đường thẳng D. Do đó, lời giải bài toán như sau. Chúng ta gọi H tọa độ 1 cộng T T trừ 1 cộng 2T nằm trên D. Vectơ AH có tọa độ T T trừ 3 cộng 2T. Đường thẳng D có một vectơ chỉ phương tọa độ 1, 1, 2. Do AH vuông góc với D nên vectơ chỉ phương đường thẳng D vuông góc AH tức là tích vô hướng của UD nhân AH bằng 0. Trong trường hợp này giải ra T bằng 1. Thay T bằng 1 ta có tọa độ của vectơ AH là 1, 1, 1. 1 là một vector chỉ phương của đường thẳng delta cần tìm. Với giả thiết đường thẳng delta đi qua điểm A. Chúng ta sẽ chọn được đáp án ở đây chính là đáp án B. Chúng ta chuyển sang ví dụ số 8. Trong không gian Oxyz, viết phương trình đường thẳng vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau D1 có phương trình x 3 tất cả chia 1 bằng y cộng 1 tất cả chia 1 bằng Z 4 tất cả chia 1 D2 có phương trình x 2 tất cả chia 2 bằng y trừ 4 tất cả chia 1 bằng Z cộng 3 tất cả chia 4 ở A, Delta 1 có phương trình x 1 tất cả chia 3 bằng y tr- 1 tất cả chia 2 bằng Z 2 tất cả chia 1 ở phương b Delta 2 có phương trình x 1 tất cả chia 3 bằng y tr- 1 tất cả chia 2 bằng Z 2 tất cả chia 1. Phương án C, delta 3 có phương trình. X 4 tất cả chia 3 bằng Y 3 tất cả chia 2 bằng Z cộng 1 tất cả chia, chia 1. Phương án D, delta 4 có phương trình. X 4 tất cả chia 3 bằng Y 3 tất cả chia 2 bằng Z cộng 1 tất cả chia 1. Trước hết, chúng ta nhớ lại khái niệm đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau. Trên hình thầy có đường D1, D2 ở vị trí chéo nhau. Delta được gọi là đường vuông góc chung của D1 và D2. Nếu Delta cắt đồng thời vuông góc với cả hai đường thẳng D1 và D2. Ở đây M là giao điểm của Delta và D1. N là giao điểm của Delta và D2. Thì MN là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng D1 và D2 cũng chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng D1 và D2. Gợi ý cho chúng ta có thể đi tìm tọa độ điểm M và tọa độ điểm N. Khi đó sẽ xác định được phương trình của đường thẳng delta. Cụ thể như sau, điểm M nằm trên đường thẳng D1 tồn tại số thực T để tọa độ điểm M là 3 cộng T trừ 1 trừ T 4 cộng T. Điểm N nằm trên đường thẳng D2 tồn tại số thực k để niềm n có tọa độ là 2 cộng 2k 4 trừ k trừ 3 cộng 4k. Thầy đi xác định tọa độ của vector mn tương ứng là trừ 1 cộng 2k trừ t 5 trừ k cộng t trừ 7 cộng 4k trừ t và sử dụng điều kiện đường thẳng mn sẽ vuông góc với cả hai đường thẳng d1 và d2. Chúng ta chú ý, đường thẳng MN đi qua hai điểm MN có nghĩa là đã cắt hai đường thẳng của chúng ta. Chúng ta chỉ cần sử dụng điều kiện vuông góc sẽ tìm ra được T và K. Lúc này, các em sẽ có tọa độ điểm M và điểm N. Vector MN vuông góc với vector u1 là vector chỉ phương của đường d1. Vector MN vuông góc với vector u2 là vector chỉ phương tương ứng của đường d2. Ta có tích vô hướng của vector MN với vector u1 bằng 0 tích vô hướng của vector MN vector U2 bằng 0. Giải ra ta được 7K 3T bằng 13, 21K 7T bằng 35. Khi đó T bằng 2, K bằng 1. Thay T và K tương ứng ta được tọa độ điểm M 1, 1, 2, tọa độ điểm N 4, 3, 1. Vector MN có tọa độ 3, 2, 1 là một vector chỉ phương của đường MN. Với phương pháp viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm M, các em sẽ có lựa chọn đáp án của chúng ta là đáp án A. Bằng cách làm này, các em không chỉ viết được phương trình đường vuông góc chung của đường D1 và D2, các em còn có thể tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng D1 và D2, chính là độ dài của đoạn MN. Chúng ta đã kết thúc nội dung lý thuyết của bài học ngày hôm nay. Các em cứ lưu ý trong bài đã có phương pháp xét vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. Thầy có một số bài tập kem tự luyện. Thứ nhất là các bài tập của sách giáo khoa trang 89, 90, 91 và ba bài tập có trên hình. giờ học hôm nay của chúng ta đã kết thúc xin chào tất cả các em